Với thái độ thách thức, học sinh tại gần 100 trường ở bang Virginia đã bãi khóa. Mục tiêu của họ là định hướng mới của thống đốc Glenn Youngkin thuộc Đảng Cộng Hòa về cách đối xử với học sinh chuyển giới trong các trường công. Các thay đổi ở dạng dự thảo sẽ yêu cầu rằng phụ huynh phải được thông báo và đồng ý về các vấn đề liên quan đến bảng dạng giới của học sinh. Nếu một phụ huynh và người con của họ quyết định rằng người con đó là người chuyển giới và nên có tên khác và được xưng hô bằng cách khác, thì việc này phải có sự cho phép của ba mẹ. Nếu phụ huynh và người con quyết định rằng họ muốn thay đổi hồ sơ chính thức và hồ sơ pháp lý trong trường học, họ phải xuất trình văn bản pháp lý nêu rõ. Tại hạt Arlington, lãnh đạo cuộc phản kháng Once Fallon cho biết những thay đổi như vậy sẽ có hại cho những người dễ bị tổn thương nhất. Các chính sách được đề xuất sẽ khiến cuộc sống của những học sinh sinh viên chuyển giới như tôi vô cùng tồi tệ hơn so với hiện nay. Tôi biết một số người không thoải mái về việc công khai giới tính với cha mẹ vì họ có nguy cơ bị chửi mắng, bị bỏ rơi hoặc bị từ mặt. Những cái quan chức bang nói rằng thay đổi này là nhằm bảo vệ quyền và nhân phẩm của tất cả học sinh. Có những biện pháp bảo vệ mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại trong các chính sách hình mẫu này về việc đảm bảo rằng học sinh được an toàn ở nhà và ở trường. Ông Youngkin được bầu làm thống đốc vào năm ngoái. Dưới thời người tiền nhiệm Đảng Dân Chủ, học sinh sinh viên có thể sử dụng tên, nhà vệ sinh và cách xưng hô phù hợp với giới tính mà họ chọn. Theo các chính sách mới, học sinh phải sử dụng nhà vệ sinh phù hợp với giới tính của họ, trừ khi luật liên bang quy định khác. Điều đó có thể là vấn đề, sinh viên Sierra Miller nói. Chúng tôi không muốn mọi người bị đuổi ra ngoài hoặc bị buộc phải dùng nhà vệ sinh mà mình không muốn và tất cả những điều đó. Thư ký báo chí của ông Youngkin, McCullough Porter, nói với VOA rằng khi phụ huynh nằm trong quy định, các trường học sẽ đáp ứng các yêu cầu của học sinh và gia đình các em. Bà cho biết các phụ huynh bảo thủ phản đối mạnh mẽ các chính sách cũ. Virginia chỉ là một trong số các bang mà quyền về giới đang được tranh luận gay gắt. Ở Florida, luật Don't Say Gay mới đây cấm dạy về bản dạng giới và khuynh hướng tình dục ở tiểu học. Hội đồng ở một số trường Virginia đã ủng hộ học sinh đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới. Akman Cisarelli, phụ huynh đến từ Arlington, Virginia, có những cảm xúc trái ngược về những thay đổi này. Rõ ràng cha mẹ có vai trò cốt lõi cực kỳ quan trọng trong nuôi dạy con cái. Đồng thời bạn biết đấy, bản sắc của một đứa trẻ thực sự là con người của chúng. Ý tôi là với tư cách một con người, đó là cốt lõi trong việc chúng là ai. Vì vậy đó là thách thức. Là ông của ba học sinh, Steve Hoffman tin rằng mô hình của Youngkin sẽ tốt cho các bạn khác. Tôi nghĩ rằng cha mẹ có quyền được thông báo về bất cứ điều gì liên quan đến con cái dưới 18 tuổi của họ. Vì vậy, tôi nghĩ đó là vấn đề chính yếu. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao ông Youngkin được bầu làm thống đốc. Gạt chính trị sang một bên, Maria DeRich, mẹ của hai đứa trẻ, cho biết cha mẹ nên luôn lắng nghe nhu cầu của con cái họ và có hành động thích hợp. Đó là một việc rất riêng tư, rất nhạy cảm. Do đó, việc của ba mẹ là làm cho con cái cảm thấy đủ an toàn để có thể tiếp tục việc học. Hiện tại, các chính sách của ông Youngkin đang chờ được áp dụng trong khi công chúng cho ý kiến.